cho tất cả các bạn đang xem video cách bài trí bàn thờ chuẩn phong thủy để rước tài lộc về nhà. Video được thực hiện bởi Đồ Gỗ Tùng Tám. Sau đây thì chúng tôi xin giới thiệu một phương án về sơ đồ bài trí một bàn thờ gia tiên để quý vị tham khảo lựa chọn. Tùy điều kiện kinh tế của gia chủ thì có thể mua sắm dần bằng các chất liệu và kinh phí khác nhau. Mô hình bàn thờ gia tiên cơ bản. Phần 1. Sơ đồ bài trí bàn thờ gia tiên. Các đồ thờ trên bàn thờ bài trí đủ bộ ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, có ý nghĩa cơ bản như sau. 1.1 bàn thờ thì bàn thờ có rất nhiều loại với tên gọi mẫu mã khác nhau, sập thờ, án gian, tủ thờ. Bàn thờ được làm bằng các chất liệu gỗ khác nhau như là gỗ mít, gỗ gụ, gỗ dổi. Bàn thờ thì có rất nhiều kích thước khác nhau, được tính theo kích thước lỗ ban. Kích thước thường dùng là có chiều ngang 1m27, 1m55, 1m75, 1m97 hoặc là 2m17. Chiều sâu thì là 61, 69, 81, 97, 107 và 117cm. Chiều cao thì là 1m17 hoặc 127cm. Ngoài ra trên bàn thờ thì có thể đóng thêm kệ, kê ảnh thờ hoặc quan kỷ, hoặc kệ kê chân bát hương, kê ảnh thờ. 1.2 khám thờ, ngai thờ thì sát vách đặt một ngai cao có bài vị cửu huyền thất tổ hoặc bài vị của cụ cao nhất bàn thờ gia tiên đang thờ phụng. Hoặc đặt khám thờ có cửa mở ra đóng lại bên trong đặt các linh vị tổ tiên bài vị. Ngay chính giữa khám thờ viết hai chữ thần chủ. Ngày xưa khi lập bàn thờ gia tiên, gia chủ chuẩn bị mọi thứ như trên và viết chữ thần chủ. Nhưng chữ chủ thiếu một nét chấm, sau đó mời một vị quan có uy tín đến dùng son điền thêm nét chấm đó thì mới chữ chủ mới đủ. Lễ này gọi là khai hoa điểm nhãn. 1.3 ảnh thờ. Ảnh thờ được đặt theo nguyên tắc là nam tả nữ hữu, tức là ảnh cụ ông đặt bên trái, ảnh các cụ bà đặt bên phải theo hướng chủ tọa từ trong bàn thờ nhìn ra ngoài. 1.4 bát hương. Bát hương là trung tâm điểm của bàn thờ. Với bát hương trên bàn thờ có nhiều cách đặt và thờ khác nhau. Theo cổ truyền thì số lượng bát hương ứng với các số lẻ là 1, 3, 5. Sau đây là sơ đồ bộ 3 bát hương đang được áp dụng phổ biến tại bàn thờ gia tiên ở các gia đình ở miền Bắc. Về bát hương thì tối kỵ dùng màu vàng thờ gia tiên vì màu vàng là màu hoàng đế, chỉ dành thờ quân, thần hoặc các vị thời trước có tước vị trong hoàng tộc. Trên bát hương thì có thể có cây trụ để cắm hương vòng. Trong bát hương có thể có một túi giấy nhỏ đựng di hiệu ghi tên tuổi, năm mất, nơi mất. Trong bát hương chỉ có tro, cát, trắng, khô sạch. Điều này nhắc nhở thân ta là cát bụi, mọi chuyện chỉ là vô thường. Vào trước ngày giỗ hoặc ngày 23 tháng chạp sau khi đưa ông Táo về trời thì gỡ các chân hương đem ra đốt bỏ, dọn dẹp vệ sinh lại bàn thờ, tủ thờ. Sau đó cúng rước ông bà tổ tiên và bắt đầu cắm hương lại. Chú ý, phòng cháy khi đặt bát hương. Theo quan niệm hiện đại ngày nay, có nhiều ý kiến cho rằng một bàn thờ gia tiên thì chỉ nên lập một bát hương để chính giữa phía ngoài cùng, thuận lợi cho việc thắp hương hàng ngày. 1.5 đèn thái cực và đèn lưỡng nghi. Thì đèn thái cực để chính giữa bàn thờ, ngay dưới chân thờ. Ngọn đèn thái cực luôn sáng, không để tắt. Ngày xưa thì đèn thái cực thường được thắp bằng dầu. Ngày nay thì có nhiều mẫu thắp bằng điện rất đẹp, đặc biệt là đèn LED màu đỏ, vừa tiết kiệm lại vừa bền. Đôi chân nến hay còn gọi là đèn lưỡng nghi. Đôi chân nến hoặc cặp đèn lưỡng nghi thì thể hiện thái cực, sinh lưỡng nghi, âm dương. Chân nến bên trái từ trong bàn thờ nhìn ra, tượng trưng cho mặt trời. Chân nến bên phải là mặt trăng. Khi cúng xong thì tắt đi. Riêng ngọn đèn thái cực thì luôn sáng bởi vì trước khi chưa phân trời đất thì khí hư vô bao quát càn khôn, sáng soi đầy vũ trụ. Nó là một cái trung tâm điểm, tức là đạo. Đạo ấy mới sinh ra thái cực, hóa lưỡng nghi. Lưỡng nghi là âm với dương, động với tĩnh. Có âm dương rồi mới hóa sinh ra muôn vật. Ngọn đèn thờ chính đó, giữa đó, nó là không lay động sao xuyến, chiếu soi khắp cả càn khôn. Mặt nhật, mặt nguyện lúc sáng lúc tối. Chứ nó thì giờ khác nào cũng tỏ dạng, không lu mờ. Muôn vật nhờ đó mà sinh, nhờ đó mà thành, nhờ đó mà an vui. Đất trời nhờ đó mà quang minh trường cửu. 1.6 Đông bình tây quả, bình hoa dĩa quả. Thì bình hoa để cắm hoa tươi trên bàn thờ.
Đĩa hoa quả thì nên bày đủ 5 loại ngũ sắc hay còn gọi là ngũ quả. Đông bình tây quả. Từ xa xưa thì bàn thờ gia tiên thường đặt ở gian giữa căn nhà hướng nam. Bình hoa đặt bên trái bàn thờ phía đông để khi có gió đông, đông nam thổi vào thì hương hoa sẽ tỏa khắp bàn thờ. Còn đĩa hoa quả đặt bên phải phía tây để tiện tay phải các cụ dùng. Quan niệm đông bình tây quả có lẽ như vậy. Đỉnh hương hoặc lư hương thì để đốt trầm trong các ngày dỗ Tết. 1.8 ba chén nước để đựng nước trắng tinh khiết mỗi khi thắp hương cúng dỗ. Nước thờ là nước thanh tịnh được thay vào mỗi lần thắp hương. Ngoài ra thì có thể đặt thêm các đồ thờ cúng khác trong bộ ngũ sự, thất sự, cửu sự là bộ thờ 5 món, 7 món, 9 món như ống đựng hương, 3 chiếc đài có nắp đựng 3 chén rượu bên trong. Tùy theo kinh tế của gia chủ mà những vật thờ khác nhau nhưng thất yết bàn thờ đảm bảo 5 yếu tố là kim mộc, thủy hỏa thổ. Đỉnh đồng, đôi hạc, giá nến tượng trưng cho kim. Bàn thờ, ngai hay bài vị thì tượng trưng cho mộc. Rượu, chai nước, chén nước tượng trưng cho thủy. Ngọn đèn dầu, đèn điện hoặc nến thờ trên bàn thờ và là lư hương khi lắp thắp lên tượng trưng cho hỏa. Còn bát hương, lọ hoa làm từ đất sét nung hay sành sứ thì có nghĩa là thổ. Khi cần giao tiếp với tổ tiên, có lúc thỉnh cầu, có khi sám hối thì ta nên đốt đèn, đèn dầu và thắp hương. Mọi nguyện cầu theo các vòng hương khói chuyển đến ông bà tổ tiên, bàn thờ gia tiên luôn cần được thanh tịnh. Vì thế, đồ tế lễ chỉ có thể là hương hoa, trà quả. Những ngày dỗ Tết, con cháu luôn muốn dâng cúng cỗ mặn phải đặt một chiếc bàn phụ phía trước và thấp hơn bàn thờ chính. Phần 2. Bài trí hoành phi câu đối. 2.1. Hoành phi thì có hai loại, cuốn thư hoặc đại tự. 2.2. Câu đối thì có rất nhiều loại kiểu dáng, chất liệu, chữ nghĩa và thư pháp khác nhau. Thông thường một bàn thờ gia tiên thì có hai câu đối lắp bên trong và bên ngoài.